Thì cái lệnh này ấy, mình đã sử dụng cái chiến thuật là đánh counter trend. Hi, chào mọi người, mình là Trang. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Fan Replay. Hôm nay mình sẽ recap là một cái lệnh mình đã vào đầu tuần hôm thứ hai vừa rồi. Thì cái lệnh này nó đã đạt target rất là nhanh luôn em nha. Thì cái lệnh này ấy, mình đã sử dụng cái chiến thuật là đánh counter trend. Thì nó khá là rủi ro, nên thành ra là mình nghĩ là những anh em nào mình chưa có quen đối với lại cái tham phê M1 hoặc là mình chưa có quen đánh counter trend á, thì anh em xem để mình biết góc nhìn thôi. Mình không khuyến cáo anh em thực hành theo ha, bởi vì nó khá là rủi ro, nó cần là nhiều cái kỹ thuật để anh em có thể timing được cái lệnh này. Rồi thì trước khi mà đi vào recap cái lệnh này, anh em cho mình xin một sub và một like cho kênh của mình nha. Rồi thì ok ha, thì nhìn vào đây anh em có thể thấy được là cái xu hướng hiện tại của cặp M15 là một cái xu hướng giảm hiện tại nha. Khi mà giá nó có cái tín hiệu là nó đã chốc qua đây, thì cái này nó chỉ là một cái chốc structure hơn em ha, chốc của giai đoạn pullback. Thì bởi vì sao? Là bởi vì á, anh em có thể dùng cái công cụ BD này nè, anh em đo giúp mình ha, thì mình có thể thấy được đây là cái vùng premium, còn dưới đây là cái vùng discount, và cái đỉnh này nó đã nằm dưới cái vùng premium, nên thành ra là cái lệnh này nó sẽ không uy tín cho lắm ha. Rồi ok ha, thì lúc này á, bởi vì sao mà mình lại vào ngay được một cái lệnh ở đây, thì mình có thể kẻ qua đây khi mà giá nó tạo ra một cái boss, và tiếp theo là giá nó làm động thái một cái boss. Và ở đây nè, khi mà anh em zoom kỹ một tí xíu nữa thì anh em có thể thấy được nó có sự quét thanh khoản rất là nhẹ luôn em nha. Thì mình có để đây để cho anh em để ý ha. Thì anh em thấy không, cái râu ở đây nè, cái râu này là cái râu thể hiện được là cái sự quét thanh khoản của bên phe bán, và nó đã quét thanh khoản rồi. Và sau đó là từ cái giai đoạn bán quét thanh khoản này, nó đã tạo ra được cái boss, nên thành ra là mình có thể là timing ở đây. Nhưng cái lệnh này mình khuyến cáo anh em là mình chỉ xem để mình biết thêm cái góc nhìn của mình đang hiện tại giao dịch theo phương pháp FOMC thôi, chứ không khuyến cáo mọi người trade theo nha. Đó, mình xin nhắc lại để cho những anh em, nếu như mà anh em sau này mà có gặp những trường hợp này á, thì nên có thêm cái góc nhìn để mình trade, chứ giao dịch theo mình cảm thấy nó khá là rủi ro. Thì do là nó có diễn ra cái cấu trúc structure nó đã hồi đủ 51 pip. Thì nếu mà những anh em nào á mà mình trade hồi hệ an toàn, thì anh em trong trường hợp này hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái lệnh mua lên theo cấu trúc pullback của hai time frame anh em ha. Bởi vì nó đã hồi đủ 52 pip, và hiện tại cái vùng này nó cũng nằm dưới cái vùng premium, nên thành ra là mình có thể kỳ vọng là giá nó tăng lên được tới đây, tới những cái vùng cao hơn anh em ha. Rồi khi mà mình đã xác định được cái vùng timing của mình rồi á, và mình chấp nhận là cái lệnh này của mình ăn ngắn thôi, thì mình đã vào cái tham phê M1 để mình kiểm tra được cái cấu trúc hiện tại của nó là cấu trúc gì. Thì anh em lưu ý, nếu như anh em đánh một cái lệnh nào đó, kể cả anh em đang trong cái sóng inflow hay là cái sóng pullback, thì bắt buộc nó phải đủ điều kiện mình mới vào ha, mình không vào theo FOMO anh em nha. Thì lúc này á, cái cấu trúc này nó không có chốc. Bởi vì sao? Nó không có xảy ra là nếu như nó chốc á, thì bắt buộc nó phải chốc qua đây. Nhưng hiện tại nó đã, để mình đo để coi nó đủ cái giai đoạn của mình chưa, thì lúc này á, nó cũng đã đủ cái giai đoạn là pullback trong low time frame. Thì nó cũng đủ một cái giai đoạn để cho mình có thể trade, và nó thể hình thành một cái cấu trúc là internal structure. Thì internal structure là cấu trúc gì, anh em có thể xem lại ở những cái video trước trong cái live FOMC này của mình nha. Rồi thì đầu tiên á, là giá nó có tạo ra một cái giai đoạn là boss ở đây. Thì khi mà giá nó boss qua ở đây thì nó cũng chỉ là một cái boss thôi, và nó không có ý nghĩa gì cả. Thì sau đó là giá tiếp tục xảy ra boss và quét thanh khoản. Rồi, thì lúc này đã hình thành ra một cái cấu trúc là internal. Thì nó sẽ là như thế này nè anh em. Đầu tiên là giá nó boss, và tiếp theo là giá nó quét thanh khoản, và nó phải tạo thêm được một cái boss. Và bắt buộc cái cấu trúc này nó phải có hai cái boss, và nó phải có quét liquidity. Thì lúc này á, nó mới hình thành một cái cấu trúc đáng để chúng ta xuống tiền, để chúng ta trade. Và cái lệnh này á, nó đặc biệt hơn một tí xíu nữa là nó có lại tiếp tục, nó lại build thanh khoản ở đây cho chúng ta nữa. Rồi
nó build thanh khoản ở đây thì mình chả chần chừ, lúc này mình lại vào ngay một cái lệnh sell limit, mình đặt ở đây và chỉ cần đặt dừng lỗ trên cái cây nến này thôi anh em ha. Và mình đã target về đâu, mình đã nhắm được á là giá nó có thể về tới đây và nó có thể quét cái thanh khoản ở đây và giá nó sẽ đi theo cái xu hướng tăng hiện tại. Và lệnh này á mình đã target là tầm khoảng 4R anh em ha, đúng 4R thì cái lệnh của mình ở đây nè, đó anh em có thể thấy ha. Đó, thì đây là cái lệnh mình vào. Và bởi vì sao mà mình có thể tự tin được là mình target về đâu, khi mà anh em vào một cái lệnh nào đó thì mình nghĩ là anh em phải nên coi mình đang coi cấu trúc, mình đang công chấu chút gì và giá nó có hồi về những cái vùng nào và nó sẽ có phản ứng để mình biết từ đó mình đặt cái target nó không có quá vượt quá cái kỳ vọng của anh em ha. Thì mình biết chắc chắn là giá nó sẽ về đây và nó sẽ phản ứng lên. Thì bởi vì đây là cái vùng demand nè, đầu tiên là cái vùng demand này nó dẫn lên, nó rách cấu trúc, nhưng mà do là nó đi trong cái cây nến này thành ra là nó sẽ quét thanh khoản ở nơi đây. Và nếu như nó có quét thanh khoản nơi đây thì mình có thực hiện một cái lệnh buy lên anh em ha. Rồi thì đó là cái góc nhìn của mình. Rồi anh em thấy không, ngay lập tức giá đó là phản ứng. Và cuối cùng thì cái lệnh này của mình nó cũng đã đạt được cái target như là mình mong muốn, thì lập tức là giá nó đã quét thanh khoản của cái nơi này. Và dưới cái nơi này nó có một cái imbalance khá là nhỏ nha. Thì nếu như mà những anh em nào mà mình tinh ý trong ngày hôm đó thì anh em có thể thực hiện ngay một cái lệnh buy lên theo cái sóng influx hiện tại. Đó, thì đây là cái lệnh mà mình đã vào hôm thứ hai, đánh theo cái counter trend của cấu trúc internal structure. Thì mình cũng hy vọng là qua cái video này anh em sẽ có thêm nhiều cái góc nhìn về cái phương pháp MC. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, mình không khuyến cáo anh em trade theo cái lệnh này của mình ha. Thì đây là cái kỹ thuật khá là rủi ro và cần khá là nhiều kinh nghiệm và khá là nhiều cái kỹ thuật trong cái lệnh này. Thì nếu như mà những anh em nào thắc mắc cái lệnh này, hoặc là những anh em nào muốn học thêm về phương pháp AOC, thì anh em có thể để lại comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp tất cả câu hỏi của anh em. Mình xin kết thúc cái video ở đây. Chào tạm biệt mọi người.